Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel Hello Thắng Tê và mình là Thắng đây. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với thế giới Minecraft của Thắng. Nhưng mà từ từ đã, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn comment hỏi Thắng là tại sao hôm nay môi của Thắng lại đỏ chót như này phải không? Không phải là môi của Thắng đâu, mà là cái tại cái camera này. Cái camera không hiểu là lúc nãy Thắng nghĩ cái gì mà bây giờ Thắng quay video ấy, thành ra là nó chính môi của Thắng đỏ chót như này các bạn này. Ui, nó không hết luôn các bạn ơi. Nói chung là do cái camera nhá. Thôi thì nữa quay video xong thì mình sẽ nghịch điện thoại để xem là chỉnh về cái màu môi mặc định của mình ở trên làng nha. Còn bây giờ mình phải quay video đây. Và cái thử thách ngày hôm nay lại là cái thử thách sinh tồn này. Nhưng mà thử thách sinh tồn trên 100 lớp, 1000 lớp ở trên cao. Tức là mỗi một lớp thì sẽ có những cái loại khoáng sản khác nhau. Ví dụ nha, đất nha, xong rồi đến vàng, kim cương. Và nói chung bây giờ mình phải vào cái map của mình thì các bạn mới biết được. Ok, và nếu như vậy thì cái video này của Thắng này thì hãy nhớ để lại Thắng một like, một đăng ký kênh để thật nhiều động lực ra những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Đây nè, các bạn đã tưởng tượng ra chưa? Ví dụ đây nhá, chỗ của mình đang đứng là đất nè, xong rồi đến đá nè, xong rồi đâu bị ở bên trên kia là những cái khối block gỗ này, ván gỗ này, và lại lên đất tiếp này. Ủa, mình nhìn thấy khối vàng rồi nha. Wow, nói chung là cao lắm, chỗ này phải 100 tầng, 1000 tầng luôn ấy. Bây giờ thì mà không biết này, như thế này thì sẽ sinh tồn kiểu gì với ta các bạn này. Mình không biết sinh tồn kiểu gì bây giờ. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ làm hết sạch đất chỗ này. À, kia có một cái rương này các bạn ơi. Ui, sao chưa làm gì mà trời đã tối này. Ô, bên này là hoàng hôn nha các bạn ơi. Còn bên này này, bên này, wow, bên này trời xanh lét luôn. Bên này trăng này, mặt trăng đang lên này. Ui, chưa cả làm gì mà trời đã sắp tối rồi các bạn ơi. Thôi mình cứ ngồi đợi bao giờ trời sáng thì sinh tồn tiếp các bạn. Rồi, trời sáng rồi các bạn ơi. Đấy, chơi là phải khôn như mình chứ. Đợi trời sáng mới sinh tồn. Từ từ ra đây xem nào, bên trong cái rương này nó có cái gì ta các bạn. Có một cái rìu nè, cúc nè, táo nè. Trời tối các bạn ơi. Mình đang chơi ở cái chế độ khó nha. Cái gì đây? Đây là quyển sách này. Quyển sách này hướng dẫn này, cúc gỗ này. Có xẻ nha, ok. Người ta cho mình hai quả táo. Cái này chắc là cái mà kiểu như là người ta hướng dẫn cách chơi đi mà. Bây giờ mình sẽ táo đất, mình sẽ táo luôn cả cái hộp rương này. Đừng có rơi xuống nha, đừng có rơi xuống đất nha. Ok các bạn, bây giờ phải cực kỳ là cẩn thận nè. Nếu không, Thắng mà bị rơi xuống đây là Thắng mất hết đồ lạc. Ăn tỏ ngay các bạn ơi. Thôi, bây giờ táo đây. Ui, thôi xong. Thôi xong Thắng rồi. Ngày đầu tiên mà bị thủ xong, Thắng đã bị mất hết sạch đồ rồi, mất hai quả táo luôn. Cay thật các bạn, rất là mình đứng ở sát đây được. Ok, ui. Vẫn được đất gọn này. Ok, thủ xong đây mất đất rồi. Sinh tồn cực kỳ là có luôn nha, không phải dễ đâu. Ok, được đất nha. Yeah, ba khối đất nè. Ê, nó rơi mất được các bạn ơi. Ui, may quá, nó không rơi mất. May quá. Cẩn thận nha, nếu không là rơi hết đất là ăn. Chỉ có thảm cảm các bạn ơi. Ui, bực mình thực sự luôn. Được, đứng lại. 6 khối đất rồi các bạn ơi. Nào, đi vào đây. Yo, ok các bạn ơi, sau vài lần chết thì cuối cùng mình cũng đã đào hết sạch đất ở cái tầng này rồi. Bạn nhìn này, không phải là Thắng đang sinh tồn ở trên cái khối một block đâu nha. Ui ơi mà, cho cái app này là môi của mình nhìn kinh dị quá. Bây giờ thì mình sẽ, mình sẽ đem đây bạn ơi. Ui ôi, đi dịch vào luôn, mình ăn toi mạng luôn. Đây, mình sẽ phá một cách. Thì ra đó là khối cát các bạn ơi, rơi hết sạch khối cát xuống kia rồi. Ui, bây giờ là đến khối gỗ này. Ui, nguy hiểm quá ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, đến tầng gỗ nha. Bây giờ mình sẽ phá block gỗ đi. Yo, thế này là hết đất rồi. Hết đất. Nhảy lên đây này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phá hết gỗ đi nha. Ui, trên này là tầng gỗ này. Mình sẽ trồng cây ở trên này các bạn ơi. Ui, nhưng mà hết sạch này. Cát này, cát này rơi xuống này các bạn này. Đó, cát này sẽ rơi xuống nha. Bây giờ mình phải thu hoạch một vài block gỗ để mình treo lên cái đất này để mình sẽ trồng cây ở trên này các bạn ơi. Đúng rồi, trên này là đất này, mình sẽ trồng cây ở trên này nhá. Mình sẽ lấy sạch gỗ mình chế tạo ra cái cầu thang. Đúng rồi, ok, quá là ok luôn. Ui, phát này mới nguy hiểm nè. Rồi, ui, sao nó không bỏ tay mình chứ, gọi là rơi mất đi rồi. Phi. Được 2 con gỗ rồi.
luôn ạ. Ôi ôi, nó rơi mất đi rồi các bạn ơi. Cần biết kinh lặng. Áo, cháu sao nó không rơi vào người mình ta. Bực mình thực sự luôn đấy các bạn ơi. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả thì mình cũng đã có một chút gỗ. Nói chung là đào cái sạch gỗ chắc phải cả tầm 30 mấy khối gỗ cơ. Nhưng mà mình đào xong toàn chết rồi. Thế là mình có được cái tẹo gỗ. Ok. Ui ui, chưa vào giữa à? 1, 2. Ok, vào giữa nha. Đất nè, đất nè. Thôi bây giờ mình sẽ không trèo leo cao nữa. Ok, đất vào đây nhóc. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, đã có chỗ. Ui, rồi xong rồi. À, mình sẽ phán cái khối len này ra nha. Đây phải khối len không? Len trắng mà, đây là len trắng mặt. Rồi, mình sẽ lấy len trắng này để che cái chỗ này đi. Wow, nó lại có gốc lucky block nè. Thắng nhìn thấy nha, than nha, đá nha. Wow, có cả dưa hấu nha. Ui, nói chung có nhiều lắm nha các bạn ơi. Yo, hay lắm. Hay lắm, ok, mình sẽ không đi đâu nữa. Mình sẽ không phán nữa. Ok. Yo, yo, Isa ơi nào, chắn chỗ này vào, chắn cái chỗ này vào, chắn cái chỗ này vào. Ok, vậy là đã có chỗ để trồng cây rồi nhá. À, mình sẽ chế tạo ra cái đường chế tạo nha mọi người. Ui, bằng này gỗ không biết có đủ ra. Ờ, có đường chế tạo này. Ui. Wow. Bây giờ mình chế tạo ra cái cúp để làm rượu nha. Từ là phải hết lá đi lá. À, lá này, lá này. Ui, sao không ra hạt giống nào vậy? Đừng có nói là không. Ok, ra một hạt giống lúa nha. Nhanh như không được chết đói là thôi mạng luôn. Ui, có mỗi một hạt giống lúa các bạn này. Hai hạt giống lúa rồi. À, nào, nè, ui, hai hạt giống lúa rồi các bạn ơi. Thôi xong, có mỗi hai hạt giống lúa. Đây, mình sẽ đặt cái bàn chế tạo đây. Và mình sẽ chế tạo ra cái cúp, cái cúp. Ok, chế tạo ra cái cúp làm lụa nha. Để luôn. Có mỗi, ôi nhưng mà không có cái nước, không biết có trồng không. Chắc phải trồng nữa rồi, có hai cây lúa rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phá sạch len trên này đi. Ok, len này mình sẽ chế tạo ra cái gì. Cái điều này. Ui, và không biết bây giờ mình sẽ lấy gỗ đâu nhở. Lấy gỗ đâu mà cúp than thì cúp sắt này. Ha, chỉ cần gỗ nha. Mình lấy block gỗ các bạn ơi. Ok, ta đi lấy block gỗ nha. Tháo ra. Yo, ui, một cái khối len rơi ra ngoài này rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ có 26 khối len nha. Nói chung là mình phí phẳng quá. Bây giờ thì mình đã trở lại 2, 1, 2, 3. Bây giờ thì mình sẽ đập cái khối lucky block này ra xem nào. Ra cái gì nè, mong là ra đồ quý nè. Ok, wow. Thôi sang ra cái con này là nước mình toi luôn nè. Ê, mày cắn tao này, nó không trèo lên chỗ mình được đâu. Tiếp tục đập hồn lucky block này tiếp theo bạn này. Ui, lại ra mấy cái con này nữa nè. May quá mình ở trên này, nó không là nó cắn mình rồi. Hộp gì đây? Wow, chẳng ra cái gì luôn các bạn này. Hộp này tiếp theo. Ui, hộp lucky block gì mà ra toàn những cái con kia vậy. Cái con một cái con nhím. Ui, đây là hộp lucky block này. Wow, hết rồi. May đấy, bây giờ mình dùng phát nào nó cắn mình luôn. Lừa mình à. Mấy cái hộp lucky block đen thui nè, mang lại những niềm xui xẻo cho mình. Rồi lại con này nữa này, ghê quá. Con này nữa không? Con này, ui, sợ quá các bạn ơi. Con này nữa này. Biết ngay mà, bây giờ mình xuống vào nó cắn mình chết. Ui, không biết mà nó có cắn bằng mấy cái cây lúa hay là cắn cái đường chế tạo của mình không? Hay là cắn phỏng giường của mình thì toi mạng luôn. Ok, trả lên. Yo, bây giờ con đá nha. Nhưng mà trời ơi, mình quên chưa chế tạo cúp chim. Đây này, gỗ các bạn ơi. Không biết mình có leo phát lên cái tầng gỗ kia được không ta? Chắc là không được rồi. Và mình lại phải phá xuống. À, mình lại phải đập mấy cái bà lóc đất này đi. Ok, biết nha. Ok, đập xuống nha. Bây giờ rồi chiến đấu với mấy con kia các bạn ơi. Nào, chúng mày vào đây. Chúng mày vào đây. Ta có cái điểm xong. Ui, trời ơi. Ui, sợ quá. Ui, wow. Ui, tao mạng. Mày này. Ok. Mày này, các bạn kéo lại đây. Kéo lúc đấy các bạn ngã nha. Mày vào đây này. Mày quá lúc đấy mình đứa thì mình ngã luôn đó. Rồi, mình sẽ lấp mình này. Mình sẽ lấp cái góc này đi gọi đi. Đặt cái góc này vào. Cho mấy cái khối đá này không bị rơi ra chỗ khác nha. Ok. Yo. Hay lắm. Rồi ok. Bây giờ thì mình phải trèo lên. Chắc mình đập đá bằng tay rồi các bạn. Bởi vì mình hết sạch gỗ rồi. Không có nguyên liệu để chế tạo ra cúp chim. Nói chung là có cúp chim ở đây mất rồi các bạn này. À, bây giờ đập đá bằng tay đi nè. Không biết bao giờ mình đập xong đây.
lên được. Ok, wow, khá là sập số này các bạn ơi. Hù, sập số cây sừng rồng nè. Hai năm gỗ nè. Nào, à đây, còn gỗ nha. Mở lắm gỗ này, hay lắm. Bây giờ mình có gọi để sinh tồn. À, có cái cây các bạn ơi. Hay lắm, có mấy chậu cây cậu. Ok, nó không bị rơi đâu nha. Mình sẽ đập hết chậu cây để nó rơi xuống. Thế là có cây là sẽ có gỗ nha, thế này không lo rồi bạn ơi. Ok, mày rơi xuống đi, có cả chậu luôn kìa. À, cái cây này cho mày rơi xuống gấp. Đó, mày rơi đi. Mày rơi xuống nè, đây như này, bên này có cây này. Có mấy góc có cây không ta? Ai, có 4 cây này, 4 góc 4 cây luôn. Ít xài, cái cây này rơi xuống. Ít xài, ok. Yo, hay lắm. Bây giờ mình đập mấy cái block này cho nó tan đi các bạn ơi. Xài. Bây giờ chỉ có việc nhảy xuống và hưởng thành quả các bạn ơi. Mà tớ tới nhà nhảy xuống nguy hiểm phết đấy. Ôi sợ ơi, bất ngờ tin máu. Wow, được bao nhiêu gỗ luôn này các bạn ơi. Ui sợ, yeah. Ok, bây giờ thì mình sẽ phá nhà và mình đi xuống cái tầng. À không sao, bây giờ mình nhảy từ trên cao này xuống mình chết thì đồ nó vẫn là lấy thôi. Nhưng mà mình sẽ lấy hết đúng không? Ui các bạn, mình quên không phá cái block dưa hấu này rồi để vào trong nè. Ok, bây giờ mình lại tiếp tục phá cái block dưa hấu đuổi vào trong nha các bạn ơi. quên mất. Đây, chưa tới. Ok, ui hỏng mất liều các bạn ơi. Không sao, vẫn phá được mấy cái block dưa hấu này. Ok, không sao. Vẫn phá được rất là nhiều khối dưa hấu luôn. Xuống này, chưa hỏng nha. Ui, xa quá. Wow, thôi hỏng quốc rồi, bây giờ mình sẽ đi vào nha. Phá lại xuống bạn ơi. Luôn. Nói chung là thằng sợ độ cao lắm. Nói chung chơi trong game thôi mà thằng cũng sợ độ cao cực kỳ luôn. Bây giờ lại đi xuống bạn ơi. Mình thông minh không bạn ơi. Wow. Nhìn lần vào không là ngã to lại luôn. Wow, cảm giác của mình bây giờ mình cứ run đi các bạn ơi. Rồi, tới cái tầng đá nha. Rồi. Ôi sợ ơi, mỗi tầng là mất thời gian thôi. Hơi mất thời gian một tí nhưng mà không sao. Rất là ok luôn các bạn ơi. Gỗ này, gỗ rơi hết xuống đây này, cả dưa này. Bây giờ chúng sẽ làm được qua đây. 1, 2, 3, 4. Ui, đất khô quá mọi người. Đất khô quá, không biết trồng dưa là con ra không ta. Rồi, hạt dưa này, từ mình sẽ ăn cái quần lửa con ông hiểu sẽ để ăn nha. 24 hạt dưa luôn. Ui, đất ở đây khô quá. Đó, khô nhưng mà vẫn làm được nữa nha. 1 hạt này. Ui, à, sao cái lúa của mình tự nhiên nó hỏng ta. Dưa khắp tự mọc được các bạn ơi. Ok nha. Bây giờ chắc là mình sẽ giải lên. Mình sẽ lấy hết cả gỗ à. Đó, 64 gỗ luôn. À, bây giờ mình sẽ chế tạo ra cái tấm ván. Bây giờ mình giải xung quanh đây nha. Cậu ơi, cẩn thận không ngã là toi mạng luôn. Giải xung quanh đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok các bạn ơi, thì thắng đã xây xong những cái tấm ván có sổ ở xung quanh đây rồi. Bây giờ ơi, đây, gọi như là cái hòn đá rắn cực kỳ là rộng luôn. Nó không phải rộng lắm, nó rộng bình thường thôi. Thì bây giờ trời tối rồi, nó phải đi ngủ đây. Nếu không ở trên này nè, nó có mấy cái lồng con zombie nó đi xuống đây nó quánh thắng toi mạng luôn các bạn ơi. Ok, let's go, bây giờ đi ngủ thôi bạn ơi, let's go. Yeah, ok, và đã trải qua 2 ngày sinh tồn ở cái thế giới hàng trăm tầng khoáng sản này. Và vẫn chưa kết thúc đâu nha. Vì cái thời lượng video nó dài rồi nên là phải kết thúc cái video tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Còn bây giờ thì bye bye.